Rồi, ok chưa? Rồi, rồi nói nha. Ok. 1, 2, 3. Hello, xin chào cô chú anh chị. Hôm qua thì mộ của cậu chở vô đây. Thì hôm nay Hưng Trần cũng như là anh em đến cập nhật tình hình cho mọi người biết là mộ cậu như thế nào. Khi mà hôm qua đến thì lúc đó anh em làm rất là ồn. Đợi giờ trưa anh em ăn cơm thì mới quay chính xác hơn, nói chuyện để mọi người nghe được cái âm thanh nó rõ ràng. Thì trước mặt mọi người đây là hai cái thùng mộ của cậu, ở dưới là cái thùng mộ, ở trên là cái bia, cái bia. Đó, cái bia dưới cái thùng mộ. Thì anh em ở đây bắt đầu là dán băng keo, cô chú anh chị ơi, dán băng keo để điêu khắc nó theo đúng cái hình của nó. Có nghĩa là bây giờ mình dán băng keo ở đây rồi bắt đầu mình mới khoét ở đây theo chạy theo cái đòn. Đúng rồi. Cắt bằng đá CNC cô chú anh chị. Rồi ở dưới á là cái thùng á, thì không biết cái thùng nó có cắt chưa, thì thấy anh em chưa có dán cái băng keo, nhưng mà ở trên cái bia là thấy có dán băng keo rồi. Thì phía cái bia này anh em cũng đã vẽ rồi cô chú anh chị ơi. Không ta? Ủa đúng rồi. Đúng rồi nè, vẽ rồi nè. Wow, vẽ rồi, vậy là cắt theo hình cái mão của cậu. Chạm luôn rồi nè. Chạm luôn rồi nè. Ủa chạm luôn rồi, đúng rồi, có khuyết dưới nè cô chú anh chị ơi. Chạm luôn hả? Chạm luôn. Wow. Còn trên đây là cái hình để trên đây nè, có không ta? Cái hình tên ở đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vậy là cái này là làm cái mão của cậu nè, khuyết nè, vậy là lát rồi ảnh mấy ảnh cắt nè. Hôm nay là chắc có khả năng là mấy ảnh sẽ làm trong 1-2 ngày là sẽ hoàn thành đó. Thấy rồi, em thấy kìa 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 trên đó kìa. Này ảnh up lên nè. Rồi. Có nghĩa là bây giờ giải thích cho mọi người hiểu. Sau khi cắt cái này xong. Đúng rồi. Rồi mới up cái này nè, này nè, này nè. Ông cười. Mấy ảnh đang ăn cơm cổng, lát rồi trò chuyện với ảnh sau để quay trước rồi nè. Ồ, cái mão đẹp kìa. Rồi thì lên đây quay cái mão của cậu cho mọi người xem. Ôi wow, ơi. Cái mão quá tuyệt vời. Nó bằng đá đỏ, cái mộ cậu bằng đá đen, còn riêng cái mão là đá đỏ cô chú anh chị ơi. Trời ơi đẹp như vậy. Ở trên rất là nhiều hình bông. Wow, để xuống bớt người. Quá tuyệt vời. Quay cận cảnh chi tiết cho mọi người xem á. Thì có cái chỗ nó làm hình bông, là nó chỗ nó lồm lồi lõm, là cái này là cắt cho điêu khắc rất là cực luôn nha, chứ không phải đơn giản đâu. Wow, có quá mấy quá. Cái hòn ngọc ở phía trên nữa, có đẹp cái năm hòn ngọc lớn, năm hòn lớn, đẹp ha, đẹp quá. Đây nè, mọi người không có thấy ở ngoài đời, chứ ở ngoài đời là nhìn thấy đá rất là đẹp nha. Đá nó nổi cái vân là vừa đỏ vừa đen. Đúng rồi, vừa đỏ vừa đen mà cái hình điêu khắc rất là đẹp. Quay xung quanh đi, quay xung quanh đi. Quay xung quanh đi. Nè, quay xung quanh nè. Quay xung quanh cho mọi người xem nè, đó, xem đây là kẹo. Có mấy cái quá đẹp luôn. Mấy cái khắc này nghe không? Đó, nó theo cái mấy cái khắc này cô chú anh chị ơi. Bây giờ qua thành cái mẫu luôn nè, công nhận làm sao mà được cái gì hay. Công nhận mấy anh này làm hay chứ bộ. Kéo tay lắm luôn á. Hoàn thành rồi, mừng quá. Làm ra hình như vậy là quá đẳng cấp luôn nha. Quá đẳng cấp rồi mấy anh ơi. Quá đăng cấp men ơi. Mấy anh này tay nghề ảnh cũng rất là cao cô chú anh chị ơi. Anh kia về làm đá mà. Đây, tay nghề cao siêu lắm mới làm được cái gì nè. Em nhìn lên là thấy cái mão rồi, đúng không? Mão đỏ luôn. Xuất sắc rồi. Vậy là đây là chính xác 100% nha. Chính xác nha mọi người. Thật tình 100%, không còn thể nào mà chống. Ở đây là cái cục đá nè mọi người ha. Còn ở đây là cái mộ ngộ ở dưới. Còn đây cục đá. Rồi xong là cái này để lên. Cái này để lên xong rồi cái mão đó là mình sẽ up lên cái chỗ phần này. Đây. Mão này nè. Sẽ up vô cái bia này. Bia ở trên. Cái bia này thì cái bia này cắt đúng cái hình mà bầu vậy đó. Còn cái chỗ này, cái phần này là cái chỗ bản tên với hình. Đúng không? Cái tên quá tuyệt vời, đá dày quá, đá nguyên khối mà 15 phân ha. Vậy là cái phần bia của cậu là tới hai màu, ở trên màu đỏ, ở dưới đây màu đen. Đúng rồi, cái phần này cắt bỏ nè. Đúng rồi, đúng rồi, để ụp cái đó lên đó, để ụp cái đó lên. Wow, quá tuyệt vời. Đó là cái này là ba cục của cậu nè, còn ở ngoài kia nó còn cái đế bốn cục ở ngoài cái kia. Là bia luôn hả? Cái này cái chân để cái bá bia đó. Cái chân để còn cái đó ập lên cái này. Ở đây cũng điêu khắc nè, cái này thì, đang khắc nè. Cái này một cục chỉ chắc cũng mấy tấn. Ủa nhưng mà không hiểu nha,
con hiểu một cái vấn đề này nè cô chú anh chị, là tại sao cái này không biết có điêu khắc hay không mà chở vô. À, chỉ là điêu khắc cái phần bia thôi, còn cái thùng mộ đâu có điêu khắc gì đâu mà có khắc anh. Chắc phải khắc cái gì mới chở vô đây nè chứ không nhỉ? Khắc cái đường chỉ hoặc là khắc cái gì đó. Chắc khắc đường chỉ giống vậy đúng không? Chỉ lòi vô nè. Đó. Đẹp ha. Đó. Cũng to lắm cô chú chị thấy. Cả nhà nhìn thấy là đó là mộ cậu năm nha cả nhà. Đó, mấy anh em cũng đang ngồi ăn uống mình bệnh nó ăn cũng rất là cực, mọi người ăn vội để làm cho hoàn thành xong cái mộ của cậu càng sớm càng tốt, cũng như là cái người thăm mộ mong sớm nhìn thấy được cái mộ của cậu. Thì đây những cái phiến đá chuẩn bị sắp hoàn thành trong một thời gian rất là ngắn. Một lần nữa thì sẽ quay cho mọi người xem nha, cái mão của mặt cậu nha. Đó. Để quá đẹp luôn mọi người ơi. Thật sự ra nó không biết có cái điểm gì không mà em nhìn lên tay thấy cái mão liền luôn á. Vô là nhìn thấy là cái mão này liền hả? À, vô đứng lên nhìn thấy cái mão liền luôn nãy khi mà mão này không mà hổm dài làm rất là công phu mà rất là lâu mới được lên nè, chứ không phải là không đâu. Đó, cô chú anh chị thấy không? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời cô chú anh chị. Đó đẹp nha, cái mẫu đẹp quá, mẫu đẹp. Đá lạnh ngắt luôn anh ơi. Đá này đã quý này hay gì nè. Không sao sao mà khắc được ra cái cạnh cái cạnh này hay không? Cái này cái khuôn á. Khuôn hả? Khuôn á. Không, khuôn, khuôn đá chứ không phải khuôn đâu. Khuôn khắc hả? Nếu mà khuôn là đỏ rồi, cái này khắc mà. Khắc cái đá mà, đá nó mài nó khắc mà nó ra được cái hình mẫu này mà đem đến mà để ngay chỗ cái mộ phần của cậu nha, nhìn là đẹp hơi bị mà. Đẹp luôn á. Chỗ đó là cậu sẽ được nổi bật giống như là cuộc đời của cậu vậy đó, nhiều người yêu mến mà nhiều người thương tiếc luôn. Quá xuất sắc. Quá hay. Nhìn cái mẫu đẹp không? Quay một lần nữa tất cả các chi tiết cho mọi người thấy rõ. Wow, từng cảnh luôn nha cô chú anh chị. Hoa văn là chạm trổ là mọi người thấy đẹp. Hoa văn này giống như cái đạo gì đó. Cái này là thì cái này theo... giống như cái mão vua. Mão vua. Mão vua. Mão vua. À, mão của ông hoàng á. Hoàng hồ quản rồi. Quản rồi đó. Mấy cái đạo mà ở phía bên ngoài mà đội cái nón trắng trắng á, giống như đạo của người Chăm Ba vậy đó, cô chú anh chị đó. À, mấy người Chăm Ba cũng hay là làm mấy cái điều khác cái này nè, nhưng mà thật sự mà nhìn đẹp thiệt, quá đẹp, tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, quá đẹp anh ơi. Đó, chú anh chị mình đã cũng xem qua toàn cảnh ở trong qua tuyệt vời của cổ đạo thì nói chung là không còn gì để nói nữa, họ rất là cái này thì không biết bao giờ mới xong, chắc có khả năng là 1-2 ngày nữa thôi. Quá tuyệt vời cô chú anh chị ơi, chúc cắt ha, quá đẹp, quá tuyệt vời. Này đá bắt đầu cắt xuống này nè, ráp cái đó lên cho nó vừa khớp luôn. Cái này cắt nó bị khó nè chứ không phải đơn giản đâu. Thấy vậy chứ không phải đơn giản đâu, đá dày vậy nè. À, nó dày quá. Đó, cắt xuống cô chú. Đẹp. Cái này để chắc dán kèo, dán đồ, dán dù dính. Lúc trước là mình tưởng ở đây là cái phần đầu. Mà đúng cuộc bây giờ là nó là phần đít. Nó không có mài nhá, mài mà nó để nhám để nó dán vô cái phần thùng mộ. Cái này là cái đít nha, cái kia là cái đầu rồi, cô chú anh chị ơi. Cái đầu mà cái nhà. Tuyệt vời ha. Thì hôm nay là cập nhật tình hình là ngày hôm nay, hôm qua quay lúc mà ồn quá, cô chú anh chị không có thấy rõ, không nghe được. Thì hôm nay vô cập nhật chính xác. Và điều đặc biệt hôm nay là phát hiện thêm là có cái phần mão của cậu. Mão quá đẹp. Mão xong rồi nha cô chú anh chị. Tuyệt vời nha. Đó chỉ còn dán thôi. Đó cái chỗ nhám nhám trắng trắng nó để dán. Chụp lên rồi dán. Thì cái chỗ nhám đó là để phải nhám gì bỏ dạ. Cái đá mà đá tơ cái gì keo tổng hợp dán nó mới dính. Đúng rồi. Nó nhám á, nó nhám chứ, vậy nè, dán mới dính. Chứ đâu có làm bóng, làm bóng sao dính được đúng không? Làm bóng không dính được. Nhưng mà chắc con phải cập nhật thường xuyên luôn, không biết là ở dưới đây nè, cái thùng mộ này nè. Có làm thêm cái dơ vơ gì nữa không? Chắc có, em nghĩ chắc có hoa văn á. Chắc có hoa văn. Làm thêm cái hoa văn gì đó nè. Biết khắc mộ nha. Mộ quá to. Mộ lớn luôn.
Em sẽ đi quay một vòng nữa. Quay toàn cảnh ở phía ngoài cho mọi người thấy là cái chỗ này với lại bếp mộ cậu thì cũng gần rồi, chắc có lẽ thì em cũng kết thúc cái video nha cô chú anh chị bạn. Thì quay một vòng nữa sẽ kết thúc video. Kết thúc video ở đây, rồi, một người ủng hộ kênh em nhé. Cảm ơn mọi người.